thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đồn biên phòng cửa khẩu Đóng Sập và Mường Cai thuộc Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã liên tiếp bắt các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, vào hồi 14 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2024, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập chủ trì phối hợp với công an xã Lóng Sập làm nhiệm vụ tại khu vực bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thiếu, sinh năm 1977, trú tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tàng vật thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp và 5,7 gam heroin. Tiếp đó vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024, đồn biên phòng Mường Cai phát hiện bắt quả tang Cầm Văn Phương, sinh năm 1987, trú tại bản Mường Hung, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tàng vật thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp, một xe máy hiện hai vụ việc đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập và đồn biên phòng mường cai đang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền